huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Võ Minh Thiện, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhung Quyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Anh Dũng cùng các ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy. Năm học 2021-2022, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngành giáo dục Nghi Xuân đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Chất lượng chăm sóc trẻ tốt, tỷ lệ chuyên cần đạt trên 79%, trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ 99,8%, 100% số trẻ an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Chất lượng giáo dục tiểu học cơ bản đảm bảo. Có 99,2% học sinh tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học. Trong đó, 100% học sinh lớp 5 được đánh giá hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh tham gia các sân chơi, cuộc thi tăng về số lượng và đạt kết quả tốt, với 71 em đạt giải cấp quốc gia. Chất lượng học sinh cấp trung học cơ sở tiếp tục được nâng lên, có 59 học sinh lớp 9 đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,51%. Tại kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023, điểm bình quân toàn huyện tăng 1,027 điểm, có 7 trường tăng thứ hạng. Chất lượng mũi nhọn ở khối trung học phổ thông cao hơn năm trước với 63 học sinh giỏi tỉnh trong năm. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, cả 3 trường trung học phổ thông thuộc top 10 của tỉnh. Riêng trường trung học phổ thông Nghi Xuân xếp thứ 2 trên 37 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Toàn huyện có 13 học sinh, điểm môn thi đạt 10 điểm, 736 lượt học sinh môn thi đạt từ điểm 9 trở lên, có 1.617 lượt học sinh đạt 8 điểm trở lên. Duy trì tốt quy mô trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên, huy động 97,4% học sinh tham gia học nghề. Hiện nay, toàn huyện có 37 trên 48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77%, trong đó có 21 trường đạt chuẩn mức độ 2. Trong năm, huyện Nghi Xuân đã hỗ trợ 1,3 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học và huy động nguồn lực trên 70 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cùng lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã trao cờ thi đua của chính phủ tặng trường tiểu học thị trấn Tiên Điền. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho trường mầm non Xuân Thành và trường tiểu học Xuân Hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tặng bằng khen cho 6 tập thể lao động xuất sắc, bằng khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.